ra cái đi tham quan học hỏi kinh nghiệm là nhớ như thế đấy. Tức là mình sẽ có những cái đấy. Đĩa hai lứa rồi này. Đây cái loại này là con này đĩa hai lứa rồi đấy. Con này là hôm nọ mình vừa mới tách ra đây. Đấy cái cầy mà 2 cân một lúc nãy mà mình bắt lên đấy. Và chính là đàn con của con này này. Đấy. Đây. Đấy bạn nhìn thấy trực tiếp đây là cái đấy, bộ phận sinh dục của bướm của nó đấy. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp đúng không? Con này là nó mới nuôi con xong nên là đây cái vú đây này, nhìn này. Vú nó đây này. Mọi người nhìn thấy vú nó luôn đây, nó vừa nuôi con đây. Đây cái núm vú nó đây này. Rồi. Đấy. Sau đó thì mình nuôi xong bao lâu thì mình sẽ tách mẹ giải. Con cầy nó được khoảng tầm hơn cân, tầm cân rưỡi mình tách. Mình không nên tách sớm quá. Nếu trường hợp tách sớm quá là nó bị trột, nó bị trột mà rất là khó nuôi. Đa số chúng ta cứ để cho mẹ nó nuôi đi. Bao giờ mà chúng ta thấy là con cầy mẹ nó không ấp con nữa, nó giống như con chó ấy hoặc con gà ấy. Khi nào mẹ nó mà cảm giác là con nó lớn trưởng thành rồi, mẹ tự